Vâng, xin chào các anh em yêu âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em cũng ngày 10 tháng 1, em cũng mở hàng đầu năm và cũng sẽ giảm giá cho những anh em yêu âm nhạc và quan tâm những cái sản phẩm của em, và những cái sản phẩm từ trước Tết và những sản phẩm sau này thì em sẽ giảm giá để cho anh em sở hữu được những cái mặt hàng mà anh em yêu thích. Và anh em nào đang theo dõi kênh của em thì cũng cho em xin một like và bình luận giúp cho em để bài của em được đẩy lên, được nhiều người biết đến. Anh em nào đang chưa đăng ký thì đăng ký kênh của em và nhấn nút chuông để biết được những cái sản phẩm mới về, để lựa chọn được những cái sản phẩm nào mới nhất mà anh em cảm thấy phù hợp, và những cái sản phẩm em sẽ báo giá để cho anh em được biết luôn, và sẽ giảm giá rất nhiều sản phẩm đầu năm nay. Và quay lại chương trình thì em cũng giới thiệu cho anh em một đôi loa Pioneer V16, một đôi loa cũng rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Đôi loa này có 3 đường tiếng, đôi loa bass 20 và 2 chép, và có chỉnh ngắt từng con chép một. Loa bass 20 gần zin. Đây em sẽ quay gần cho anh em. Trước tiên thì em quay ê căng. Ê căng này thì cũng có những cái do vận chuyển thì nó cũng có một vài cái lỗ. Đấy, cũng vài cái lỗ đâu. Còn ê căng vẫn còn đẹp nguyên. Ê căng này là ê căng vẫn zin nha anh em nhá. Đấy, ê căng vẫn zin. Đây đây anh em đây. Cái này thì nó hơi rách ở góc này, có thể khâu vào được. Con này thì khâu vào được là được, ok được. Đấy. Con này thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy. Đấy, em sẽ giới thiệu cho anh em. Còn tuyến loa thì hùng vách là đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Đây. Thì loa bass 20 cũng thật sự ra thì cũng trang về cái chương trình mà anh em mà theo dõi kênh của em hoặc là anh em mà mới xem, thì thực sự ra thì riêng với cá nhân của em thì em sẽ giới thiệu và em sẽ quay cận cảnh rất chi tiết cho anh em xem, để anh em sẽ thấy được là những cái sản phẩm của em giới thiệu như thế nào. Đầu tiên là loa bass 20 gần vẫn zin anh em nhé, gần vẫn zin này, màng xanh zin rất đẹp. Và anh em nào mà đã biết hoặc là chưa biết được cái như thế này thì là loa này là không làm nhái được anh em nhé. Và đây là hai con chép, đây, anh em thấy con chép đẹp không? Và đây là góc nghe, anh em xem này, 0 độ và 45 độ. Anh em chỉnh ở đây 0 độ thì có nghĩa là con này kêu và cái con này sẽ không kêu, và ngược lại cũng như thế. Và đây là lỗ thông hơi. Đấy, còn đây là các cái góc nhựa để tạo cái điểm nhấn cho đôi loa trông rất là đẹp. Đấy, rất là khỏe khoắn. Đây, thùng vách này. À, thùng vách đây rất là đẹp anh em nhé. Đấy, em quay cận cảnh cho anh em xem. Đấy, đôi loa này thì có công suất từ 60 đến 280W một thân hộp, một thùng. Đấy. Còn đôi loa bình thường ra các cái đôi loa của cái thời trước thì nó không có giá treo, cái đâm ra người ta thường thường là bắt vào loa thì thường thường nó hay có cái lỗ. Nhưng đôi loa này không có lỗ này. Đấy, anh em xem. Rất là đẹp. Đấy, anh em còn xem đằng sau. Nhìn đằng sau thì biết ngay được cái giá trị của đôi loa nó còn mới như thế nào. Từ cái tem nó vẫn còn mới tinh. Đấy, còn tem còn mới tinh. Đấy, tem vẫn còn sáng choang này. Pioneer V16 công suất maximum của nó là 280W, công suất min của nó là 60W, trở kháng là 6 ohm, Made in Japan. Đấy, số seri là 19462. Đấy nhá. Con này thì
nó có trái phải thì đây Riga Rit đấy, và con này là LED đấy, 280W đấy. Nhìn cái tem nó biết là nó còn rất mới như thế nào đấy, còn tem còn rất mới đấy. Và em đang có đôi loa Sansui 1200 và một đôi loa Bông. Và anh em nào mà quan tâm đến những cái CD thì đây đang hiện nay đang có CD 40, Marantz 40 và Philips 600. Con này giá là em đang bán là 4 triệu thì hôm nay năm nay em sẽ giảm là 3 triệu rưỡi. Còn Marantz 40 còn Philips em bán là 2,7 triệu. 6 các chức năng hoạt động hoàn hảo anh em nhé. Đấy, còn cả âm ly Marantz, âm ly Marantz 54DS. Đấy, còn rất đẹp. Đấy, do đầy vận chuyển thì là thì những cái góc này nó mép như thế thôi. Thế còn lại là còn rất đẹp. Đấy, em thì đang nghe ở trên qua YouTube thôi chứ không qua một cái đầu đĩa CD gì. Và đây là con Đờ Nông 390-45 mã. Hiện nay là con này vẫn còn rất đẹp, ngoài trừ có một cái chữ Đờ Nông này nó hơi mờ chữ thôi. Em bán với cái giá là 3,5 triệu. Đấy. Và cuối cùng đôi loa Pioneer và Đầu Xuân thì em bán với giá là 5,4 triệu. Giá tất cả các mặt hàng ở đây là em không bao ship anh em nhé. Đấy. Và anh em sẽ thử nghe thử xem cái chất âm của con này xem này. Anh em đã nghe thử được cái chất âm của đôi loa Pioneer V16. Thực sự ra thì dòng này thì đúng là nó cũng chỉ thua mỗi thương hiệu của loa Bose Series 3 hoặc là 4.2. Chứ còn lại những cái Series 1, Series 2, Series 4, Series 5 thì thực sự ra là nó ngang hàng luôn. Chẳng qua là nó thua về thương hiệu nên anh em cũng có thể là thích loa Bose, chứ còn nói thực sự ra loa Bose thì mua thì còn sợ là nó còn nhái nhổng cái thứ, chứ còn dòng này thì lại không sợ nhái. Và một điều đặc biệt nữa cho anh em là đôi loa này nó có cái cầu chì bảo vệ loa bát, nên là anh em không sợ để mà nó bị cháy loa anh em nhé. Vâng, một lần nữa thì em cũng báo lại giá cho đôi loa. Thì mở hàng đầu năm thì em vừa rồi em bán 5,4 triệu, nhưng mà thôi cái con số đấy thì nó không được đẹp, thì là em bán với 5,380,000, giá không bao ship anh em nhé. 5,380,000 để cho anh em đôi loa. Và anh em nào mà quan tâm thì alo trực tiếp cho em để xem những hình ảnh chi tiết. Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.